Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thường trực quân số đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh bão, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của bão, đồng thời thông qua hệ thống thông tin liên lạc phối hợp với gia đình, chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Chúng tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền còn hoạt động trên biển biết nơi bão sẽ đi qua và khẩn trương vào bờ trú tránh. Cái thứ hai là phối hợp với lại các lực lượng, các cơ quan và địa phương để tổ chức bố trí sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.242 tàu trên tổng số 7.430 lao động, trong đó số phương tiện neo đậu tại bờ là 1.155 tàu trên 6.604 lao động, số phương tiện đang hoạt động trên biển 87 tàu trên 826 lao động. Các phương tiện đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của bão. Chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng chèn chống và tổ chức lực lượng kiểm tra đông đốc cho các phương tiện du lịch, các tàu thuyền hoạt động ven bờ biết để mà chủ động trong các phòng chống. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo cho các đồn biên phòng phối hợp với gia đình, chủ phương tiện thông báo vị trí, hướng đi của bão để kịp thời tìm nơi trú tránh. Các đồn biên phòng đang tiến hành cử lực lượng xuống các địa bàn hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.